Nhiều cô chú hỏi là tại sao Oli lại ăn uống thích thế, thì hôm nay mẹ Oli sẽ chia sẻ hành trình ăn dặm của Oli nhé. Oli bắt đầu được ăn dặm từ khi 6 tháng và được ngồi vào ghế ăn dặm ngay từ bữa đầu tiên để hình thành thói quen ngồi ghế khi ăn. Khi ăn thì tuyệt đối không có điện thoại hoặc là TV, cũng không được chơi đồ chơi khi mà đang ăn nữa. Lúc này thì chỉ tập trung duy nhất vào việc ăn để Oli có nhận thức là bữa ăn rất là quan trọng. Yes. Oli bắt đầu ăn tự chỉ huy sau 1 tháng không hợp tác với việc đút thìa nữa. Các món ăn lúc này thì ưu tiên việc dễ cầm nắm để phát triển kỹ năng ăn tự lập cho con. Bởi vì trong 1 năm đầu thì nguồn dinh dưỡng chính vẫn là từ sữa. 8 tháng thì Oli bắt đầu làm quen với nhiều mùi vị khác nhau. Mẹ thì cũng không ngại cho con thử các vị đặc biệt để con biết được là vị nào ngon hoặc là vị nào không ngon. Vừa thịt quá. 9 tháng thì Oli bắt đầu ăn cơm nát và cầm nắm dễ hơn rồi. Lúc này thì Oli đã ăn trọn vẹn được 2 bữa dặm một ngày. Bữa trưa thì Oli sẽ ăn dặm tự chỉ huy, còn bữa tối thì sẽ ăn cháo hạt như thế này này. Một bát cháo như thế này thì Oli sẽ ăn hết hoặc chỉ để lại một xíu vì đã quá no rồi. Thời điểm Oli 1 tuổi thì Oli đã ăn thua tốt. Đúng với mục đích ban đầu của mình là muốn cho Oli sau 1 tuổi là có thể ăn được như người lớn. Thực sự thì ăn uống cũng cần phải học, không phải học để con ăn được nhiều mà học để cho con có kỹ năng độc lập. Con phải có suy nghĩ là con ăn cho con chứ không phải là cho bố mẹ, và bố mẹ thì chỉ hướng dẫn thôi chứ không thể làm việc đó thay cho con được. Điều cuối cùng mà mình muốn nói đó là hãy để cho việc ăn của con trở nên đơn giản thôi. Con nên được ăn khi mà con đói và ăn một cách vui vẻ, chứ không phải là ép buộc con phải ăn được bằng người này hoặc người kia.